Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình có một bộ PC gợi ý cho anh em trong phân khúc giá khoảng 26 triệu. Đấy, thì cái bộ 26 triệu này thì mình cũng dựng theo cái yêu cầu của khách. Chứ còn nếu như mà anh em mà muốn tối ưu về phần giá thành ấy, thì anh em có thể xuống tản nhiệt khí hoặc là anh em có thể xuống mã các đồ họa nó dòng thấp hơn. Đấy, thì nó sẽ không bị đắt. Còn hôm nay thì khách lại yêu cầu là phải là cạc của Rockchick. Đấy, thì hôm nay là mình có con 3070 Ti của Rockchick. Đấy, thứ hai đó là khách muốn là nó có tản nhiệt nước. Đấy, nên là mình có dùng cái tản nhiệt nước mới ra của ID Cooling ấy, cái con Zoom Flow 240 Elite. Đấy, đấy là hai cái mà nó nâng giá thành của cái bộ PC này lên khá là nhiều. Nếu như mà anh em dùng ví dụ một con 3070 Ti của Gigabyte chẳng hạn, hoặc là anh em dùng một con tản nhiệt khí thì sẽ tiết kiệm được khoảng 2 triệu. Đấy, thì từ 26 triệu thì xuống chỉ khoảng 24 triệu thôi. Cái này thì tùy theo nhu cầu của anh em nhé. Còn đây cũng là một cái gợi ý mình thấy là khá là ổn áp cho anh em nếu như mà anh em thích đẹp. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào linh kiện cho anh em xem. Đầu tiên là main chip. Main chip thì vẫn là một cái cặp đôi vô cùng quen thuộc rồi. Chip là con Core i5-13500. Đợt này con này mình bán không biết bao nhiêu con rồi. Bán nhiều vãi chưởng luôn. Cứ về là hết. Và cái con chip này thì nó có số nhân số luồng khá là nhiều. Nên là anh em nếu mà chơi con này thì nên tìm một con main nó ngon ngon một tí. Con này là 14 nhân và 20 luồng. Đấy, thì anh em tìm con main nào có dàn VRM ổn ổn một tẹo. Thì hôm nay là mình dùng con B660M Tup. Thông thường ấy, thì các mã B660 hoặc là B760 thì cái dàn VRM của nó chỉ loanh quanh khoảng 7+1 thôi. Nhưng mà cái con Tup này thì cái VRM của nó là 10+1. Đấy, nên là chạy con 13.500 rất là vô tư thoải mái luôn. Thậm chí là về sau anh em muốn lên 13.600K chạy con main này vẫn rất là ngon lành. Và bản này là có cả wifi và có cả bluetooth anh em nhé. À, con này nó còn đây này, hỗ trợ luôn cả đời 13 luôn này. Next Gen CPU Ready này. Đấy, anh em cắm 13 vào phát là nhận luôn, không phải update BIOS gì cả. Đấy, rất là hay. Về phần RAM, RAM hôm nay thì mình có cái cặp RAM. Cặp RAM này mình lên clip cho anh em xem chưa nhỉ? Hình như chưa nhỉ. Con này là con RAM mới này, con Team Group T-Fox Delta. Cái mã này nó led nó rất là đẹp anh em ạ. Và nó có sinh main và led rất đẹp. Thì một lát nữa là lắp lên cây thì mình sẽ show cho anh em xem. Thiết kế thì nó dạng như kiểu là cánh bướm ấy, khá là hay. Led của con này chuyển màu mượt đẹp lắm. Và mình có hai thanh 16 anh em nhé. Hai thanh 16 thì tổng dung lượng là 32GB. Đấy, 13.500 kết hợp với cả 32GB thì cũng rất là ổn áp rồi. Rất là đa năng cho anh em. Kiểu như là làm việc cũng ok mà chơi game cũng rất là ngon lành. Ổ cứng thì hôm nay là mình cũng dùng của Team Group luôn, con MP44L. Đợt này thì mình thấy cái mã này nó khá là ổn, cái spec của nó ngon. Con này là bao nhiêu nhỉ? Tốc độ đọc là 5000, tốc độ ghi là 4600. Đấy, và con này thì lại được phân phối chính hãng bởi Thủy Linh. Và Thủy Linh thì là một cái đơn vị mà rất là uy tín và bảo hành thì rất là ok. Đấy, nên là mình cũng tin tưởng dùng con Team Group MP44L này. Anh em dùng là khỏi phải lăn tăn gì về chất lượng hoặc là bảo hành. Phần cạc đồ họa hôm nay thì nó là một con cạc rất đẹp luôn. Hôm trước thì mình có bảo trong cái clip cái vỏ bể cá ấy, là mình vẫn còn một con Rockchick. Thì cái bạn khách này, bạn ấy sau khi mà xem cái clip đấy thì bạn ấy bảo là cái con Rockchick còn lại thì là con nào. Đấy, thì mình còn một con này. Con này thì nó khác với cái con đợt trước mình lên. Con này là còn đết rất là dài. Đây, bảo hành đến tận tháng 8 năm 2025 rồi anh em ạ. Con này đết rất là dài luôn và nó rất là mới. Nó như một cái cạc mới luôn. Em nhìn này, đấy, FE này, đó. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng con 3070 Ti Rockchick này. Mã này thì chắc là cũng không còn xa lạ gì với anh em rồi. Anh em xem clip hoặc là lên video về con này rất là nhiều rồi. Đấy, khỏe, mát, làm việc ngon, chơi game thì thoải mái luôn. Mấy game cơ bản là anh em chiến 2K tẹt bô. Tản nhiệt thì là khách yêu cầu tản nhiệt nước rồi. Và mình cũng nói từ đầu video rồi, con này là con Zoom Flow 240XT Elite. Đây là một cái phiên bản mới của ID Cooling, nâng cấp về phần fan này. Đấy, fan ngon hơn này. Rad nâng cấp thêm khoảng 7% này. Đấy, và bơm thì cũng nâng cấp bơm ngon hơn. Thì đây là một cái cải tiến khá là ổn áp của ID Cooling và mức giá thì vẫn thế. Đây là một cái mình thấy rất là ok từ ID Cooling. Đấy. Còn nguồn thì vẫn là con nguồn quen thuộc rồi. 750V2 của Cooler Master. Con này thì cũng nhắn mặt với anh em rồi, không nói lại nữa. Còn cái cách bố trí và thiết kế này hôm nay ấy, thì mình dùng cái vỏ Deepcool CC360 ARGB.
thì cái mã đấy nó có sẵn 3 fan sinh men rồi anh em nhé, một fan sau và hai fan trước. Thế nên là anh em lắp một con tản nhiệt nước ở trên nóc là nó full 5 fan luôn. Thực ra là cái vỏ đấy mặt trước có thể lắp được 3 fan, nhưng mà hãng họ lắp sẵn là 2 fan trước 1 fan sau rồi thì thôi, mình cứ để vậy thôi. Kết hợp với một cái tản nước trên nóc là rất là ngon lành rồi. Và cái vỏ đấy nó là size MATX nên là mình cũng dùng cái main ngày hôm nay, đó là main MATX luôn. Mình thấy là có khá nhiều anh em là hay chơi theo kiểu là main thì MATX nhưng mà vỏ thì cứ chơi vỏ ATX nên là nó bị hụt đuôi khá là xấu. Mình thì mình không thích chơi kiểu đấy. Mình thì cứ phải là main ATX thì đi với vỏ ATX, còn main MATX thì đi với vỏ MATX thì nó mới đẹp được. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái linh kiện của bộ PC 26 triệu ngày hôm nay. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook ở dưới mô tả thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đấy, anh em ngó qua một tí về cái ngoại hình của bộ PC hôm nay. Hôm nay thì mình dùng con vỏ CC360ARGB. Đấy, thay vì con E100Li như mọi lần thì dùng con E100Li nhiều quá rồi. Hôm nay đổi gió sang con CC360. Thì anh em có thể thấy là cái mã vỏ này thì nó kiểu lai lai đấy nhé. Nó kiểu như là phẳng thì cũng không hẳn là phẳng, mà Airflow thì cũng không hẳn là Airflow, vì là mặt trước của nó nhé, cái phần giữa này đấy, thì nó rất là phẳng. Cạnh hông thì nó lại là cái mặt lưới, và cái khe hút gió của nó mình thấy khá là rộng, nên là anh em dùng con này thì mình thấy là nó cũng đảm bảo được cái khả năng tản nhiệt. Mặt trước thì là đã có sẵn 2 fan này, 2 fan của Deepcool luôn anh em nhé. Và khi mà nhìn qua khe này thì anh em có thể thấy được lấp ló cái led ở bên trong này. Và nó là fan ARGB có sinh men, có sinh men luôn anh em nhé. Đấy, và cái fan sau cũng là fan tặng kèm của Deepcool luôn. Thì mình thấy là ở cái phân khúc vỏ giá rẻ mà tặng kèm 3 fan ARGB sinh men như thế này là cũng rất là ok. Còn cái mã CC360 này thì anh em có thể thấy là cái phần che nguồn này này, nó làm rất là liền lạc. Đấy, nó không bị khoét cái lỗ đây nữa. Đấy, nên là nó thành một cái mặt phẳng luôn. Đấy, rất là liền lạc luôn. Con này thì có một cái điểm hay nữa, đó là ở cái mặt dưới này, anh em có thể lắp thêm được 2 fan 120 nữa nhá. Đấy, nhưng mà hôm nay thì mình không lắp fan 120 ở đây. Anh em nào mà thích mát hơn nữa ấy, thì có thể là mua 2 cái fan lắp vào đây. Vì là phía dưới này, anh em nhìn thấy cái khe này chưa? Đấy, nó có một cái khe hút gió phía dưới này nữa. Nên là khi mà anh em lắp 2 cái fan ở đây thì nó cũng có tác dụng khá là nhiều trong cái vấn đề mà tản nhiệt. Bên trong của con vỏ này thì mình thấy khá là rộng. Để biết được rộng hay không thì anh em cứ ngó phần trên nóc. Đấy, trên nóc mà khi chúng ta lắp một cái tản nhiệt nước 240 cộng thêm một cái lớp rát này, cộng thêm một cái lớp fan. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn dư một khoảng khá là rộng. Nó phải cách khoảng tầm 1 phân nữa. 1 phân nữa thì cái fan này nó mới chạm vào cái giáp VRM ở bên trên. Đấy, nên là cái vỏ này thì cực kỳ rộng rãi nếu như mà anh em lắp tản nhiệt nước ở trên nóc. Còn bên trong thì hôm nay chúng ta có một cái bộ nội thất khá là ok, đèn đóm lập lè các kiểu. Main thì là B660M Tup này, một cái mã main rất là quen thuộc này, giáp tản đầy đặn này, rất là ngon lành này. Và hôm nay thì có cái cặp RAM nhìn cũng được phết anh em nhỉ. Con này là con T-Fox Delta của Team Group anh em nhé. Đấy, led chuyển màu rất là mượt, đều và đẹp. Và cái cặp RAM này thì nó đã được sync led với cả cái hệ thống ngày hôm nay rồi. Anh em có thể thấy là cái led ở block nước này này, đấy, cái led là fan này, và cái led của cái RAM này này, nó chuyển màu theo một cái chủ đề, đấy, rất là mượt và rất là khớp với nhau. Còn phía dưới chúng ta sẽ có một cái cạc đồ họa rất là đẹp của Asus rồi. Con này thì gần như là thiết kế nó chả khác gì cái dòng 3090 cao cấp cả, nên là thiết kế của nó rất là đẹp. Có một cái giải led dài ở đây, đấy, 3070 Ti Toxic. Và cái mã này thì nó rất là mát. Nếu mà con này mà anh em chơi game thì mắc lắm ấy thì nó chỉ tầm khoảng hơn 70 độ thôi, rất là mát. Và gần như là nó có thể chiến được mọi game 2K, game cơ bản ấy, kiểu như là PUBG, GTA hoặc là một số game anh em hay chơi thì chiến 2K mắc setting thoải mái luôn. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh về cái thiết kế của bộ PC 26 triệu ngày hôm nay. Anh em nào mà thích rẻ hơn thì có thể theo cái phương án như mình, đó là xuống tản nhiệt nước và xuống một cái mã 3070 Ti rẻ hơn thì anh em sẽ tiết kiệm được khoảng 2 triệu, mà hiệu năng thì nó vẫn thế. Đấy, xong anh em nhá. Rồi, hôm nay là chắc dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.